chí cao thần đế hỉ nhạc bất ngữ một trăm năm trước nghe chọn bộ tại mê truyện audio com thời gian vì cái gì đang lùi lại tô hạo thần đầu váng mắt hoa phát hiện trước mắt tất cả đều đang nghịch lưu bản thân trải qua tất cả sự tình đều hóa thành hình ảnh lui về từ trước mặt nhanh chóng chảy qua làm tất cả đình chỉ hắn liền phát hiện bản thân chính nằm ở trên giường đây là một gian phổ thông phòng trong phòng bài trí rất cổ xưa nhưng đã có một loại giống như đã từng quen biết cảm giác ta đây là ở đâu tô hạo thần trong lòng nghi hoặc kẽo kẹt bỗng nhiên phòng cửa bị đẩy ra một cái yếu đuối mỹ phụ đi tới nàng khuôn mặt thống khổ đôi mi thanh tú nhíu chặt tựa hồ tại vì sự tình gì phát sầu nàng ngẩng đầu đột nhiên hai mắt tỏa sáng mặt mũi tràn đầy kích động thần nhi ngươi tỉnh mẹ tô hạo thần như bị xét đánh không thể tin nhìn xem mỹ phụ làm sao sẽ dạng này trăm năm trước chúng ta tô ra không phải là bị diệt cả nhà à thế nhưng là mẹ vì sao lại xuất hiện ta là đang nằm mơ sao chẳng lẽ đột nhiên tô hạo thần lần nữa nhìn chung quanh gian phòng rốt cục nhớ tới cái này là địa phương nào nơi này lại là liên tinh thành võ đạo học quán đệ tử phòng ngủ là bản thân trăm năm trước tu võ địa phương Chẳng lẽ, chẳng lẽ bản thân trở lại 100 năm trước? Giờ khắc này, đã từng ký ức giống như thủy triều từ não hải chỗ sâu hiện lên, liên tinh thành, là tô hạo thần xuất sinh địa phương, mà tô ra thì là liên tinh thành bên trong tân tấn gia tộc. Bất quá lại bị cái khác uy tín lâu năm gia tộc xem là cái đinh trong mắt. Nhất là thành chủ Mã gia, càng mỗi giờ mỗi khắc không nghĩ Diệt Tô gia cho thống khoái, tất cả đều là bởi vì Tô gia quật khởi quá nhanh, nhường bọn hắn cảm nhận được uy hiếp. Dựa theo Tô Hạo thần ký ức, nửa năm sau Liên Tinh thành sẽ phát sinh một trận đáng sợ thú triều, cái kia thời điểm thành chủ cùng các đại gia tộc vì tự vệ đều trước giờ đào tẩu. Bỏ thành bên trong Bách Tính sinh tử tại không để ý, mà Tô gia thì là lưu lại đến, cùng dân chúng cộng đồng thủ thành chống cự thú triều cuối cùng đi qua tàn khốc chém giết liên tinh thành rốt cục bảo trụ thế nhưng là xem như thủ thành đại công thần tô gia lại không có nhận bất luận cái gì phong thường ngược lại lọt vào cả nhà diệt môn chỉ có tô hạo thần một người may mắn sống sót tất cả đều là bởi vì thành chủ cùng các đại gia tộc sợ gánh lâm trận bỏ chạy trách nhiệm thế là liên thủ giết tô ra cả nhà diệt khẩu đồng thời trái lại nói xấu thú triều chính là người tô gia dẫn tới Lúc ấy tô gia có thể nói trong vòng một đêm, liền từ công thần biến thành để tiếng xấu muôn đời tạc tử, nhường vô số người thoá mạ. Mà từ đó về sau, may mắn đào thoát tô hạo thần liền liều mạng tu luyện, dùng mấy chục năm mới đem cừu nhân chém tận giết tuyệt thế nhưng là cái kia lại có thể thế nào? liền xem như báo thù rửa hận thân nhân cũng đã không cách nào lại trở về cho nên từ đó về sau tô hạo thần liền phong bế tâm môn một đời thê lương rơi cái cơ khổ một đời hạ trang cuối cùng đang cùng những cường giả khác tranh đoạt trí bảo ngộ đạo huyền ngọc thời điểm không hiểu thấu trở lại hiện tại lúc này cha mẹ cùng hai vị ca ca đều còn sống sót đáng sợ thú triều cũng còn không có đến tất cả đều còn có cơ hội cải biến ha 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 Tô Hạo Thần trong lòng cuồng hỉ, nhịn không được cười ha hà. Nếu hết thảy đều làm lại từ đầu, như vậy bản thân tuyệt sẽ không lại để cho bi kịch phát sinh, vì để cha mẹ, nhường ca ca sống khỏe mạnh. Mình coi như là đem thế giới này quấy hắn long trời lỡ đất lại như thế nào? Mai Thanh Nguyệt bị sợ nhảy một cái, không minh bạch nhi tử tại sao sẽ đột nhiên cười to, chẳng lẽ là hôm nay bị mã tuấn tài đánh ngốc? nàng trong lòng sốt ruột, trí cao thần đế hỉ nhạc bất ngữ tạo hóa thần đình. nghe chọn bộ tại mê truyện audio com. đông cực thần triều là thánh khư đại lục cường đại nhất thế lực một trong, hắn cương vực to lớn không biết có bao nhiêu vạn giảm. thần triều quản lý xuống địa vực từ lớn đến nhỏ bị chia làm đạo phủ châu thượng đẳng thành trì trung đẳng thành trì cùng hạ đẳng thành trì mà Liên Tinh Thành chính là Yến Vân Châu địa bàn quản lý một tòa hạ đẳng thành trí. Đông cực thần triều người đều là tu luyện võ đạo, mà võ đạo bị chia làm bảy đại cảnh giới, phân biệt là chân khí cảnh, chân võ cảnh, huyền võ cảnh, nguyên võ cảnh, đan võ cảnh. Hoàng võ cảnh cùng đạo võ cảnh, mà mỗi cái đại cảnh giới lại bị chia làm cửu trọng. Nói như vậy, ấu đồng là không cho phép tu luyện võ đạo, bởi vì bọn hắn thân thể còn không đủ cường tráng, nếu như tùy tiện tu luyện ngược lại sẽ tổn thương thân thể. Chỉ có năm đó tuổi đi đến 13 tuổi, thân thể đầy đủ cường tráng thời điểm mới có thể do trưởng bối hoặc là võ đạo học quán truyền thụ võ đạo chân khí cảnh cửu trọng bên trong, tiền tam trọng chỉ là rèn luyện nhục thể, cũng là vì tương lai tu luyện đánh xuống nền móng vững chắc, chỉ có chờ tu vi bước vào tứ trọng thời điểm. Võ giả mới có thể kích phát ra cường đại chân khí. Dựa theo bình thường tình huống, các thiếu niên 13 tuổi bắt đầu rèn luyện thân thể, tư chất tốt 15 tuổi liền có thể bước vào tứ trọng, kích phát ra chân khí có thể Tô Hạo Thần đã trải qua 16 tuổi, lại như cũ dừng lại tại chân khí cảnh nhất trọng, loại tư chất này thật sự là kém đến dối tinh dối mù. Bất quá đây cũng là không có cách nào sự tình, võ giả chân khí nói trắng ra, kỳ thật chính là nhục thể sinh ra tinh khí cô động mà thành, nói cách khác chỉ có thân thể đầy đủ cường tráng. Mới có thể có đầy đủ tinh khí đến ngưng tụ chân khí. Nhưng là Tô Hạo Thần từ nhỏ thể nhược nhiều bệnh, nhục thể hết sức yếu ớt, cũng tạo thành hắn thân thể, căn bản là không có cách sinh ra số lớn tinh khí. So sánh so sánh mà nói, cái kia Mã Tuấn Tài lại xem như một cái thiên tài. Mặc dù đồng dạng 16 tuổi, thế nhưng là Mã Tuấn Tài tu vi cũng đã đi đến chân khí cảnh lục trọng, không cần nói là cùng Tô Hạo Thần so, liền xem như so cái khác người đồng lứa cũng cao hơn một bậc kỳ thật đây cũng là tô hạo thần được khi nhục nguyên nhân một trong, dù sao kẻ yếu, vĩnh viễn không có tư cách lấy được người khác tôn trọng. Thực lực ta hiện tại duy nhất có thể làm, chính là tận khả năng nhanh tăng lên thực lực. Gian phòng bên trong, tô hạo thần ngồi xếp bằng trên giường ánh mắt kiên định, sau đó hắn liền từ trong ngực, móc ra một khối ngón cái lớn nhỏ từ sắc ngọc thạch đây chính là ngộ đạo huyền ngọc hắn ở kiếp trước chính là đang cùng người khác cướp đoạt cái này bảo vật thời điểm không hiểu thấu trở lại trăm năm trước cái này ngộ đạo huyền ngọc bên trong đến cùng có bí mật gì thế mà có thể khiến cho thời gian nghịch lưu đơn giản không thể tưởng tượng tô hạo thần cẩn thận dò xét ngọc thạch muốn tìm kiếm bí mật trong đó cũng không biết có phải hay không tinh thần quá mức tập trung tô hạo thần bỗng nhiên sinh ra một loại ảo giác tựa hồ bản thân tâm thần đã trải qua cùng ngộ đạo huyền ngọc kết nối tại cùng một chỗ không phân khác biệt ông đột nhiên ngộ đạo huyền ngọc tản mát ra một trận nhàn nhạt ba động sau đó liền thấy tô hạo thần thân thể cấp tốc thu nhỏ thế mà trực tiếp chui vào nho nhỏ ngọc thạch bên trong chuyện gì xảy ra tô hạo thần chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, thân thể xuyên qua xương mù dày đặc cuối cùng đi tới một mảnh thần bí tử sắc không gian. hắn cúi đầu nhìn lại liền thấy tại không gian phía dưới lơ lửng vô số bạch sắc tường vân, mà ở tường vân bên trong thì là có một mảnh cung điện khổng lồ nhóm như ẩn như hiện. thân thể không tự chủ được hạ xuống, tô hạo thần xuyên qua tường vân rốt cục thấy rõ rãy cung điện bộ dáng. Nói cho đúng, cái kia đã trải qua không thể nói là cung điện, mà là một vùng phế tích bởi vì trong đó đại bộ phận phòng ốc cũng đã sụp đổ, chỉ có lẻ tẻ vài tòa còn hoàn hảo. Thoạt nhìn nơi này đã từng phát sinh qua cái gì kinh thiên đại chiến. Một cỗ cường đại lực lượng bao trùm thân thể, Tô Hạo Thần ngay tại lực lượng dẫn dắt dưới, bay vào dãy cung điện bên trong, mà ở dãy cung điện cửa chính phía trên treo một khối bảng hiệu. Trên viết bốn chữ lớn, Tạo hóa thần đình thật bá đạo danh tự, lại dám lấy tạo hóa cùng thần, mệnh danh, nhìn đến vùng cung điện này lai lịch tuyệt đối không giống bình thường. Tô hạo thần tiếp tục tiến lên, cuối cùng rốt cục đi tới một gian trong phòng. t r u i e n c u a t u i n e thắn nhìn quanh bốn phía, phát hiện nơi này tự hồ là một gian phòng luyện công, mặt đất trên không đung đưa chỉ trưng bày một cái bồ đoan gian phòng vách tường cũng không phải bình thường tứ phía mà là có năm mặt vách tường tô hạo thần ngẩng đầu chỉ thấy chính diện trên vách tường viết năm cái chữ lớn thần cổ tạo hóa quyết điều này hiển nhiên là một bộ công pháp thế nhưng là chữ lớn phía dưới viết lại không phải công pháp nội dung mà là người nào đó nhắn lại nếu muốn lấy được công pháp nhất định phải thề không đem liên quan tới thần đình cùng trọng sinh sự tình nói cho bất luận kẻ nào bằng không trời chu đất diệt hôi phi yên diệt lại muốn thề tô hạo thần khẽ nhíu mày phải biết cái thế giới này là có thần minh tồn tại cho nên lời thề tuyệt đối không thể tùy tiện phát bằng không một khi vi phạm liền sẽ ứng nghiệm nhận trừng phạt cái gọi là trời chu đất diệt cũng không phải tùy tiện nói một chút mà là chỉ thiên lôi chu diệt cùng địa hòa đốt người hơn nữa còn là không chết không thôi nói cách khác người một khi vi phạm lời thề như vậy lão thiên gia không đem ngươi đánh hôi phi yên diệt là tuyệt đối sẽ không nghỉ nhưng nói thật liên quan tới tạo hóa thần đình cùng trọng sinh những cái này sự tình vốn là tuyệt đối bí mật tô hạo thần căn bản liền không có tính toán nói ra ngoài cho nên hắn cũng không ngại thề huống chi từ nơi này thần bí tạo hóa thần đình nhìn đến, thần cổ tạo hóa quyết nhất định là một bộ tuyệt thế kỳ công, chính là bản thân hiện tại cần có nhất đồ vật muốn trở thành cường giả. Không có cường đại công pháp sao được, cho nên không chút do dự, tô hạo thần trực tiếp thề. Bản nhân tô hạo thần thề, vĩnh sinh không đem tạo hóa thần đình cùng trọng sinh sự tình tiết lộ ra ngoài, nếu làm trái thể này, cam chịu trời chu đất diệt chi hình vừa dứt lời liền thấy trên vách tường bỗng nhiên ra nhiều lít nha lít nhít văn tự rõ ràng là thần cổ tạo hóa quyết công pháp nội dung hắn không dám thất lễ lập tức cẩn thận đọc thế gian tất cả đều là tạo hóa này thiên vì thần cổ tạo hóa quyết đệ nhất tầng công pháp sinh mệnh thiên nếu muốn lấy được sau tiếp theo công pháp nhất định phải đem sinh mệnh thiên tu luyện tới cực hạn cái gọi là sinh mệnh vạn vật chi sinh cơ thiên địa chi tinh linh tập hợp thiên địa chi linh tú mà diễn hóa tô hạo thần nghiêm túc đọc tâm thần không tự chủ được đắm chìm vào dựa theo văn tự miêu tả sinh mệnh thiên tu luyện mục tiêu kỳ thật chính là muốn tại thức hải bên trong tu luyện ra một gốc sinh mệnh linh thụ cái này sinh mệnh linh thụ có vô tận diệu dụng có thể cho tu luyện giả mang đến vô số chỗ tốt sinh mệnh thiên tổng cộng chia làm ngũ trọng tu luyện thời điểm cần tìm cỏ cây xanh tư địa phương sau đó hấp thu cỏ cây sinh mệnh lực đến lớn mạnh tự thân mà khi tu luyện tới đệ ngũ trọng về sau công pháp liền sẽ sinh cực mà tử tiến vào kế tiếp cấp độ cũng chính là đệ nhị tầng công pháp tử vong thiên lại là tử vong tô hạo thần như mộng nghệ tự lẩm bẩm đúng vậy a à, thế nhân vừa nhắc tới tạo hóa hai chữ cơ hồ đều bản năng liền sẽ nhớ tới sinh mệnh cùng vạn vật sinh trưởng tuy nhiên lại quên tử vong lại làm sao không phải tạo hóa cho phép thần cổ tạo hóa quyết khúc dạo đầu minh nghĩa thế gian tất cả đều là tạo hóa nếu là tất cả lại có thể không có tử vong Chí cao thần đế hỉ nhạc bất ngữ liên phá nhị trọng nghe chọn bộ tại mê truyện audio com nửa đêm, mọi âm thanh tịch diệt. Tô hạo thần rời phòng đi vào hậu hoa viên, nơi này cỏ cây xanh tươi, vừa vặn thích hợp tu luyện thần cổ tạo hóa quyết. Sinh mệnh thiên đệ nhất trọng công pháp là muốn tại trong thức hải ngưng tụ ra một mảnh thổ nhưỡng, sau đó trong đất sẽ thai ngén sinh trưởng ra một gốc sinh mệnh linh thụ cây giống. Viên này cây giống chỉ cần thành hình, liền sẽ liên tục không ngừng cung cấp sinh mệnh linh khí, cường hóa tô hạo thần nhục thân. Võ giả tại chân khí cảnh thời điểm, tất cả chân khí đều cần nhục thân sinh ra tinh khí đến ngưng tụ, nói cách khác, võ giả nhục thân càng cường hãn, sinh ra tinh khí thì càng nhiều. Cuối cùng ngưng tụ ra chân khí cũng thì sẽ càng khổng lồ. Dựa theo thần cổ tạo hóa quyết miêu tả, đệ nhất trọng công pháp cây giống sinh ra sinh mệnh linh khí, có thể đem tu luyện giả nhục thân cường hóa đến thường nhân gấp 3 trở lên. Nhục thân cường đại gấp 3, chỉ cần Tô Hạo Thần kích phát ra chân khí, như vậy chân khí số lượng cũng sẽ là cùng cấp bậc võ giả gấp 3 trở lên, cứ như vậy Tô Hạo Thần sức chiến đấu. Phải nhờ viễn siêu những người khác. Bắt đầu đi, hắn khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu vận chuyển thần cổ tạo hóa quyết, lập tức trong hoa viên tất cả cỏ cây đều bị một cỗ huyền diệu lực lượng dẫn động sau đó từng tia sinh mệnh lực từ cỏ cây bên trong phiêu tán mà ra liền theo mi tâm chui vào hắn thức hải ông người thức hải là một mảnh đen kịt hư không lúc này liền thấy từng tia sinh mệnh lực chảy vào tại huyền diệu lực lượng dẫn dắt dưới hội tụ chậm rãi hóa thành một phiến hòn đảo lớn nhỏ thổ nhưỡng sinh mệnh lực vẫn còn đang không ngừng rót vào, chỉ thấy tại trong đất trung tâm, chậm rãi dựng dục ra một khỏa mầm móng, sau đó hạt giống này nhanh chóng nảy mầm. Tiếp lấy chồi non đỉnh chui từ dưới đất lên nhưỡng sinh trưởng, dần dần trưởng thành một gốc đại khái cao nửa thước cây giống, phía trên còn mang theo vài miếng xanh biếc lá cây sau một khắc từng sợi xương mù màu trắng, liền từ nhỏ cây giống trên phiêu tán đi ra, những cái này chính là sinh mệnh linh thụ sinh ra sinh mệnh linh khí. Oanh! Khi sinh mệnh linh khí bay ra thức hải tiến vào nhục thể, tô hạo thân toàn thân rung mạnh, lúc đầu suy yếu bất lực thân thể, thế mà cấp tốc tăng cường lên. Từng đầu cơ bắp bắt đầu biến cường kiện, tràn ngập sức mạnh cường hãn từng đạo từng đạo huyết mạch phun trào biến bành trướng, liền phảng phất bao la đang gầm thét. Một cỗ tinh khí từ toàn thân các nơi tuôn ra, tại thể nội nhanh chóng lưu truyền. Giờ khắc này, Tô Hạo Thần cảm giác toàn thân vô cùng thông thấu cường đại, đều hận không thể ngửa mặt lên trời thét dài đi ra, mà hắn Tu Vi cũng bắt đầu nhanh chóng tăng lên. Chân khí cảnh nhất trọng đỉnh phong. Chân khí cảnh nhị trọng. Chân khí cảnh nhị trọng đỉnh phong. Chân khí cảnh Tam trọng, một đêm vội vàng đi qua, cầm sạch sáng sớm luồng thứ nhất ánh mặt trời chiếu tại trên mặt thời điểm, Tô Hạo Thần rốt cục chậm rãi mở ra hai mắt. Tam trọng đỉnh phong, trong mắt của hắn đột nhiên tản mát ra cuồng hỉ, bởi vì hắn phát hiện bản thân tu vi thì đã tăng lên tới chân khí cảnh Tam trọng đỉnh phong, chỉ thiếu một chút liền có thể bước vào tứ trọng. Dựa theo lẽ thường tới nói, võ giả 13 tuổi bắt đầu tu luyện, bình thường đều cần 3 tháng thời gian đi đến chân khí cảnh nhất trọng, 6 tháng đi đến nhị trọng. Tại 14 tuổi thời điểm mới có thể bước vào tam trọng. Nói cách khác, người khác từ nhất trọng tu luyện tới tam trọng, chỉ ít đều cần 8, 9 tháng thời gian, thế nhưng là tô hạo thần đâu. Hắn thế mà vẻn vẹn trong vòng một đêm liền đạt đến người khác tu luyện mấy tháng thành quả, loại này tốc độ tu luyện thật sự là không thể tưởng tượng, nếu như truyền đi. Chỉ sợ có thể khiến cho toàn bộ Liên Tinh Thành người đều bị cả kinh quay hàm đều rơi xuống tới. Không chỉ có như thế, Tô Hạo thần cảm giác bản thân chỉ cần lại tu luyện cái một hai ngày, liền có thể càng tiến một bước bước vào chân khí cảnh tứ trọng, chân chính kích phát ra chân khí đến hơn nữa, lấy hiện tại nhục thể cường độ, mình tới thời điểm kích phát ra lượng chân khí, lại là cái khác tư trọng võ giả gấp 3, đó là cái gì khái niệm? Nắm giữ gấp 3 lượng chân khí, Tô Hạo Thần thậm chí có lòng tin chống lại chân khí cảnh ngũ trọng cao thủ, như thế sức chiến đấu tuyệt đối kinh thế hãi tục. Ha ha a, à, không nghĩ tới thế mà có thể một đêm liên phá nhị trọng tu vi, nếu như tiếp tục dạng này xuống dưới, ta đoán chừng rất nhanh là có thể đuổi kịp mã tuấn tài cái kia ra hòa. Đợi đến lễ thành nhân luận võ bắt đầu, ta cũng phải nhìn xem hắn sẽ là cái gì sắc mặt. Tô hạo thần hưng phấn trong lòng, đứng dậy liền hướng phòng trước đi đến, mẫu thân lúc này cũng đã chuẩn bị kỹ càng điểm tâm phòng trước tô hạo thần đang tại ăn như hổ đói mà mai thanh nguyệt thì là cười tủm tỉm con trai của nhìn xem không biết vì cái gì nàng cảm giác bản thân nhi từ hôm nay có chút không giống giống như tinh thần đầu rất đủ không có một điểm bình thường suy yếu bộ dáng thần nhi người ăn chậm một chút lại không ai dành với ngươi cẩn thận nghẹn mai thanh nguyệt giả bộ oán trách nói ra hắc hắc, mẹ, liền được quái ngài, ai bảo ngài nấu cơm tốt như vậy ăn, ta liền xem như nghĩ chậm cũng chậm không được, tô hạo thần hì hì cười nói. Người một cái thằng nhóc láo cá, liền biết rõ nói tốt lấy mẹ niềm vui, mai thanh nguyệt cười đến con mắt đều cong, rõ ràng đối nhi tử nịnh nọt rất được lợi. Đúng rồi, mẹ, cha lúc nào trở về? người cha lần này là mang binh đi bên ngoài thành tuần tra, thành trước liên tinh thành phụ cận hoang thú, đã trải qua ra ngoài hai tháng, theo thời gian tính, nên hai ngày này liền có thể trở về. Lại là thanh trước hoang thú, cha mặc dù là thành phòng doanh phó đô thống một trong, nhưng lại bị bài xích bằng không thanh trước hoang thú loại khổ này việc phải làm, làm sao sẽ luôn hắn làm. Ta cũng không có gặp cái khác mấy cái phó đô thống từng đi ra ngoài. Tô hạo thần hừ một tiếng mẹ lần này chờ cha trở về cũng đừng nhường hắn ra ngoài theo ta thấy cha nên toàn tâm tu luyện chuẩn bị sau ba tháng thành chủ tranh đoạt chiến chuyên cua tui nét dựa theo đông cực thần triều luật pháp thành chỉ mỗi ba năm liền sẽ cử hành một lần thành chủ tranh đoạt chiến mà võ giả muốn làm thành chủ có hai điều kiện đầu tiên là cần tại nguyên lai trên chức vị có chỗ thành tích vì triều đình làm ra qua chiến tích đệ nhị chính là muốn tại thành chủ tranh đoạt chiến bên trong chiến thắng. Phụ thân Tô Nguyên Trần những năm này mặc dù bị bài xích tại thành phòng doanh bên trong thường xuyên làm khổ sai sự tình, nhưng là chính bởi vì như thế, nhường hắn thành lập qua không ít công tích. Cho nên chiến tích phương diện xem như đầy đủ, hiện tại muốn tranh đoạt thành chủ, kém chính là bản thân Tu Vi, Mai Thanh Nguyệt lắc đầu đứa nhỏ ngốc loạn nghĩ gì thế người cha mặc dù thực lực không tầm thường nhưng còn không phải thành chủ đối thủ huống chi trong thành cái khác gia tộc cũng sẽ nhúng tay hắn căn bản liền không có một cơ hội nhỏ nhoi đánh thắng tranh đoạt chiến ha ha vạn nhất có kỳ tích đâu tô hạo thần cười cười xác thực trước kia phụ thân một cơ hội nhỏ nhoi đều không có thế nhưng là hiện tại nếu bản thân trọng sinh như vậy thì phải cải biến cục diện như vậy còn kỳ tích đây vi nương hiện tại chỉ hy vọng chúng ta tô ra tình cảnh tốt một chút liền cảm ơn trời đất trí cao thần đế hỉ nhạc bất ngữ phạm tô ra người chết nghe chọn bộ tại mê truyện audio com về sau nhất định phải tìm thần y cho mẹ nhìn xem thân thể tô hạo thần khẽ nhíu mày lập tức xông bên ngoài hô người tới nhanh đi đem phu nhân dược lấy ra mai thanh nguyệt lắc đầu Thần Nhi, dược sáng sớm đã trải qua ăn xong, bất quá ta đã để người đi mua, đoán chừng chờ một lát liền có thể mua về, ngươi chính là trước vịn mẹ trở về phòng a, à, tốt, mẹ ngài chậm một chút. Hai người trở lại phòng ngủ, Tô Hạo Thần liền vịn mẫu thân nằm ở trên giường. Bỗng nhiên, bên ngoài truyền đến một trận tiếng bước chân, sau đó liền thấy quản gia Tô Tiền đi tới. Tô tuyền, dược mua về sau Mai Thanh Nguyệt hỏi. Tô Tuyền sắc mặt khó coi, khẽ cắn môi nghiêm giọng nói. Hồi bẩm phu nhân, vừa mới phái ra ngoài mua thuốc người trở về, hắn nói. Hắn nói chúng ta dược bị cướp. Cái gì, Tô Hạo Thần giận tím mặt. Tuyền thúc có hay không hỏi rõ ràng, rốt cuộc là ai dám cướp ta mẹ dược. Hồi bẩm thiếu gia, là mã ra một cái người hầu kêu mã quý, nghe nói hắn là chuyên môn phục thị mã tuấn tài, vừa mới ở bên ngoài vừa vặn đụng phải người chúng ta tên hỗn đản kia vừa nghe nói là cho phu nhân mua thuốc thế mà không phân tốt xấu trực tiếp đem dược cướp đi hơn nữa còn đem người chúng ta đánh một trận tô tuyền tức giận khó nhịn hắn rất rõ ràng mã ra một mực tại châm đối tô ra nhưng cũng không nghĩ tới lần này sẽ như thế quá phận thậm chí ngay cả phu nhân chữa bệnh dược đều đoạt tốt tốt tốt, thực sự là tốt một cái mã ra, ta nhất định cùng các ngươi không chết không thôi, tô hạo thần nghiến răng nghiến lợi, trong mắt sát ý cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Mai Thanh Nguyệt thấy thế liền vội vàng kéo tay hắn. Thần nhi, ngươi ngàn vạn không nên vọng động, hiện tại ngươi cha còn không có trở về, chúng ta không thể cùng mã ra xung đột trực tiếp, bằng không hậu quả khó liệu nàng thực sợ bản thân nhi tử nhất thời xúc động, chạy đi tìm mã ra người tính sổ sách, cuối cùng lại bị mã ra đánh trọng thương liền xong. Nhìn xem mẫu thân trắng bệch sắc mặt, tô hạo thần mặc dù trong lòng sát khí sôi trào, nhưng là trên mặt lại không có biểu hiện đi ra. Yên tâm đi, mẹ, hài nhi sẽ không xúc động, dạng này, ngày trước ngủ một hồi, ta nhường bọn hắn lại đi mua dược chính là vừa nói hắn hai tay mười ngón tại mai thanh nguyệt trên đầu lấy thủ pháp đặc biệt nhẹ nhàng xoa bóp rất nhanh liền nhường mẫu thân ngủ mất nhẹ chân nhẹ tay đi ra ngoài đóng cửa lại tô hạo thần sắc mặt âm trầm xuống tới tuyền thúc ngài phái người lại đi mua dược đi chờ mua về liền cho mẫu thân ăn vào là thiếu ra tô tuyền do dự một cái thiếu gia vừa mới phu nhân nói một điểm không sai, ngài có thể ngàn vạn không nên vọng động, lão gia không ở, chúng ta tuyệt không thể cùng mã ra xung đột. Ha ha, tuyền thúc ngài liền yên tâm đi mua dược đi, ta sẽ không xúc động, tô hạo thần cười cười, liền hướng bên ngoài viện đi đến. Tô tuyền nhìn xem tô hạo thần rời đi bóng lưng, thần tình trên mặt biến hóa, hắn luôn cảm thấy nhà mình thiếu gia cùng thường ngày giống như không giống. Xuân Hoa Lâu, là liên tinh thành bên trong nổi danh ổ trí cao thần đế hỉ nhạc bất ngữ bát phương xuyên vân thủ. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com. Hai ngày thời gian vội vàng đi qua, hôm nay ban đêm, Tô Hạo Thần xếp bằng ở vườn hoa trong bụi cỏ cố gắng tu luyện, từng sợi sinh mệnh lực không ngừng từ chung quanh vọt tới, chui vào hắn thể nội. Thời gian chậm rãi trôi qua, cũng không biết đi qua bao lâu. Ông, đột nhiên tô hạo thần thân thể rung mạnh một cỗ cường đại khí tức từ hắn trên người khuếch tán ra thế mà phẳng phất cuồng phong một dạng thổi qua vườn hoa thổi đến chung quanh hoa thảo không ngừng lay động lúc này ở tô hạo thần thể nội nhục thân sinh ra tinh khí tốc độ đột nhiên tăng tốc mấy chục lần liền thấy từng sợi tinh khí thấm vào kinh mạch và đan điền bắt đầu nhanh chóng lưu chuyển ngưng tụ dần dần, lúc đầu trong suốt tinh khí, chậm rãi chuyển hóa thành một loại năng lượng màu trắng, loại năng lượng này vô luận ngưng thực trình độ vẫn là tản mát ra khí tức, đều muốn vượt xa tinh khí. Đây chính là tứ trọng võ giả, mới có thể ngưng tụ ra chân khí. Tu vi, rốt cục lần nữa đột phá. Trong vòng một đêm từ nhất trọng đột phá đến tam trọng, sau đó lại dùng ngắn ngủi hai ngày, liền lại đột phá tứ trọng kích phát ra chân khí may mắn giờ phút này mã tuấn tài không ở nơi này bằng không nếu như nhường hắn biết rõ tô hạo thần lại có loại này tốc độ tu luyện chỉ sợ trực tiếp liền bị dọa đến hai chân run rẩy cũng không dám lại tham gia lễ thành nhân luận võ vù đột nhiên tô hạo thần đội đất mà lên treo lên một bộ quyền pháp chỉ thấy hắn thể nội chân khí bành trướng nhất quyền nhất cước đều mang vô cùng uy thế căn bản không giống như là vừa mới đột phá tứ trọng võ giả ngược lại giống như là những cái kia tại tứ trọng đắm chìm đã lâu cao thủ kỳ thật cái này cũng không kỳ quáy dù sao có sinh mệnh linh khí không ngừng cường hóa nhục thân tô hạo thần lượng chân khí thế nhưng là viễn siêu cùng cấp bậc cao thủ lại tăng thêm hắn mạnh hơn người khác ra gấp ba lực lượng cơ thể hiện tại đừng nói tứ trọng võ giả liền xem như ngũ trọng cao thủ đến hắn cũng có lòng tin đánh bại đối phương ba 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 ba, bỗng nhiên một trận vỗ tay tiếng truyền đến. Tốt, không nghĩ tới hai tháng không gặp con trai của ta thì đã kích phát ra chân khí, vì phụ thực sự là vui mừng a à, cha, ngài lúc nào trở về. Tô hạo thần liền vội vàng xoay người, liền thấy một cái khuôn mặt uy nghiêm trung niên nam nhân, không biết lúc nào đã trải qua đứng ở ngoài hoa viên ha ha vừa trở về nghe ngươi mẹ nói ngươi tại hậu hoa viên tu luyện vi phụ liền tới nhìn xem không nghĩ tới ngươi thế mà cho vi phụ lớn như vậy một kinh hỉ tô nguyên trấn mừng rỡ đi tới đưa tay tại nhi tử trên người vỗ vỗ bỗng nhiên mắt hiện kinh hãi a à, người nhục thân thật mạnh tráng kỳ quái vi phụ nhớ kỹ ngươi nguyên lai thân thể một mực rất hư nhược làm sao hiện tại thế mà sẽ có loại này biến hóa thần nhi, vì phụ rời đi cái này hai tháng qua phát sinh qua chuyện gì, ngươi có phải hay không nếm qua cái gì thiên tài địa bảo? Cha, Hải Nhi thật là đụng phải một chút cơ duyên, nhưng là Hải Nhi đã từng thề không đem những cái này sự tình nói ra ngoài, nếu không thì phải bị trời chu đất diệt chi hình. Cho nên hy vọng cha không nên trách Nhi từ cố ý giấu giếm. Tô Hạo Thần có chút khó khăn. Người đã thề, Tô Nguyên chấn nhíu mày, gật đầu nói lời thề nếu phát liền tuyệt đối không thể vi phạm, tốt a, à, vì phụ liền không hỏi ngươi, ha ha, dù sao chỉ cần biết rõ ngươi về sau có thể tu luyện, vì phụ cũng rất cao hứng, cái này cho ngươi. Vừa nói, hắn từ trong ngực móc ra một bình xứ nhỏ. Trong này có 10 mai chân khí đan, trước kia sở dĩ không cho ngươi, là bởi vì ngươi không có kích phát ra chân khí, cho dù có chân khí đan cũng vô dụng, bất quá bây giờ vừa vặn phù hợp ngươi đa tạ cha tô hạo thần cười tiếp tới hiện tại chân khí đan xác thực đối bản thân có tác dụng lớn đúng rồi nếu hôm nay ngươi kích phát ra chân khí cái kia vừa vặn vi phụ có một bộ võ kỹ muốn dạy cho ngươi đến ngươi nhìn cẩn thận tô nguyên trấn vừa nói đột nhiên khom bước vặn eo thân hình liền phẳng phất một đầu nhanh nhẹn là báo đi săn xê dịch cả người trong nháy mắt tại nguyên chỗ lôi ra tám đạo huyễn ảnh cái này tám đạo huyện ảnh vô cùng chân thực thế mà cho người không phân rõ đến cùng cùng bản tôn khác nhau ở chỗ nào. Sau một khắc tám đạo huyện ảnh đột ngột biến mất Tô Nguyên Trấn mở miệng nói. Đây là một bộ tinh cấp hạ phẩm võ kỹ, gọi là bát phương xuyên vân thủ, là vì cha trước kia cơ duyên xảo hợp lấy được, hắn sử dụng thời điểm sẽ huyễn hóa ra khác biệt số lượng huyễn ảnh dùng để mê hoặc địch nhân ngoài ra ngươi huyễn hóa ra huyễn ảnh càng nhiều liền nói rõ ngươi đối võ kỹ nắm giữ càng thuần thục phát huy ra uy lực cũng liền càng lớn tô hạo thần đương nhiên biết rõ đây là cái gì võ kỹ dù sao hắn là trọng sinh qua một lần người chỉ bất quá ở kiếp trước bởi vì thẳng đến tô ra diệt môn cũng không có có thể kích phát ra chân khí cho nên hắn cũng không có tu luyện qua bộ này võ kỹ tại đông cực thần triều võ kỹ đồng dạng bị chia làm phổ thông tinh cấp nguyệt cấp nhật cấp tứ đẳng trong đó nhật nguyệt tinh tam cấp lại phân biệt bị chia làm hạ phẩm trung phẩm thượng phẩm cùng biến thái bốn cái cấp bậc mà bát phương xuyên vân thủ chính là một bộ tinh cấp hạ phẩm võ kỹ ở bên ngoài chỉ có chân võ cảnh võ giả mới có tư cách tu luyện có thể nói là tương đối chân quý cha, xin ngài lại đem võ kỹ thi triển một lần, bất quá lần này động tác chậm một chút, tô hạo thần trầm ngâm nói. Tốt, lần này ta một bên thi triển một bên kể cho ngươi. Tô Nguyên Trấn vừa nói, lại lần nữa vũ động quyền cước, chậm rãi thi triển bát phương xuyên vân thủ, đồng thời hắn còn đem động tác phá giải mở, từng cái giảng giải trong đó chi tiết cùng yếu điểm. Sau một lúc lâu hắn thu công hỏi tốt, công pháp đã trải qua kể xong một lần, ngươi lý giải mấy thành. Tô hạo thần nhách miệng, chín thành, người xác định, tô nguyên chấn mặt hiện lên dị sắc, tại hắn nhìn đến chỉ nói rõ một lần, có thể hiểu được ba thành cũng không tệ, tô hạo thần lại dám nói chín thành, cái này cũng có chút quá khoa trương A. À? Hắn chắp tay nói, tốt, vậy ngươi liền thử tu luyện một cái, có không hiểu hỏi lại vi phụ. Tô Hạo Thần cũng không nói lời nào, trực tiếp liền thân hình xê dịch bắt đầu tu luyện quyền pháp, đó có thể thấy được hắn đối bộ này võ kỹ lý giải xác thực rất sâu. Ngay từ đầu động tác còn có chút không lưu loát, nhưng rất nhanh liền thuần thục. Chỉ là mấy lần quyền pháp đánh xuống, hắn đừng nói giống Tô Nguyên Trấn như thế tám đạo huyện ảnh, ngay cả một đạo cũng không có biến ảo đi ra. Lúc này, hắn dừng lại động tác đứng ở nơi đó nhíu mày suy tư. Đăng nhập để đọc chuyện Tô Nguyên Trấn thấy thế cười nói. Ha ha, thần nhi, người cũng không cần phải gấp, vì phụ năm đó thế nhưng là dùng ba tháng, mới tu luyện ra đạo thứ nhất huyện ảnh, sau đó lại dùng hai năm thời gian. Mới đem tám đạo huyện ảnh toàn bộ tu thành, người nếu như có thể tại trong hai tháng tu luyện ra một đạo, liền xem như coi như không tệ. Tô Hạo Thần ánh mắt mê ly, mắt điếc tai ngơ, tựa hồ lâm vào một loại nào đó ý cảnh, một lát sau, hắn đột nhiên lần nữa bắt đầu tu luyện, hơn nữa mọi cử động so vừa mới có càng tiến nhanh hơn bước. Ha ha, tiểu tử này nhìn đến hay là cái võ si, vừa tu luyện lên thậm chí ngay cả lão cha đều quên, cứ như vậy, hắn có lẽ một tháng sau, liền có thể tu luyện ra đạo thứ nhất huyện ảnh. Tô Nguyên chấn hài lòng cười chuẩn bị rời đi nhưng ngay tại lúc này, lại nghe một tiếng quát nhẹ vang lên, chỉ thấy Tô Hạo Thần lay động thân hình, bản tôn bên cạnh đột nhiên xuất hiện mặt khác một cái bản thân, hơn nữa thần thái giống như đốt. Nhìn qua cùng chân nhân không khác, trí cao thần đế hỉ nhạc bất ngữ cải tiến công pháp. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com. Cái này không khả năng, Tô Nguyên chấn chấn kinh trừng to mát. Từ bắt đầu tu luyện tới hiện tại mới bao lâu thời gian, một nén nhang không sai tối đa cũng bất quá chỉ là một nén nhang mà thôi thế nhưng là tô hạo thần thế mà liền đã tu luyện ra một đạo huyễn ảnh cái này cũng quá không thể tưởng tượng nổi tô nguyên trấn cổ họng phát khô trời ạ à, tiểu tử này ngộ tính cũng quá cao đi ta năm đó tu luyện ra một đạo huyễn ảnh thế nhưng là dùng ba tháng thời gian a à, nhưng hắn thế mà vẻn vẹn liền dùng một nén nhang cái này cái này ta cái này làm lão tử dứt khoát tìm chỗ khe hở chui vào được hắn chỗ nào biết rõ tô hạo thần thế nhưng là trọng sinh qua một lần người đồng thời tại ở kiếp trước đã từng tu luyện tới rất cao cảnh giới đối với võ đạo lý giải không giống bình thường đừng nói là tinh cấp hạ phẩm hiện tại coi như lấy ra một bộ tinh cấp cực phẩm võ kỹ tô hạo thần cũng có thể rất nhanh lĩnh ngộ cho nên có loại biểu hiện này không có gì lạ lúc này tô hạo thần đột nhiên dừng lại động tác lần nữa nhíu mày suy tư đồng thời trong miệng tự lẩm bẩm cái này bát phương xuyên vân thủ tựa hồ có sơ hở ngược lại là có thể cải tiến một cái cái gì hắn còn muốn cải tiến công pháp tô nguyên trấn im lặng hắn phát hiện thật sự là nhìn không thấu bản thân cái này nhi tử hồi lâu yên lặng về sau tô hạo thần lần nữa tu luyện bất quá lần này hắn động tác rất chậm hơn nữa thường xuyên không ngừng lặp lại cùng một cái động tác nhưng là có thể nhìn ra được hắn mỗi một lần động tác đều sẽ có một chút cải biến mà tô nguyên trấn lại là càng ngày càng kinh hãi hắn đắm chìm bát phương xuyên vân thủ nhiều năm đối với bộ này võ kỹ vô cùng quen thuộc cho nên rất dễ dàng liền có thể nhìn ra tô hạo thần những động tác đó cải biến mặc dù nhỏ bé nhưng lại rất có đạo lý tựa hồ di bổ võ kỹ một ít thiếu hụt chẳng lẽ tiểu tử này thật có bản sự cải tiến công pháp tô nguyên trấn sắc mặt ngưng trọng khẩn trương nắm đấm đều nắm lại đến nhưng vào lúc này, Tô Hạo Thần động tác đột nhiên tăng tốc, trong phút chốc, ba đạo huyễn ảnh liền từ hắn trên người hiển hiện như là ba cái hóa thân ở xung quanh người vũ động. Ba đạo huyện ảnh, cái này sao có thể, Tô Nguyên chấn lần nữa bị chấn kinh, nhưng sự tình cũng không có như vậy kết thúc. Chỉ nghe Tô Hạo Thần lạnh lùng quát nhẹ, mau lẹ động tác bỗng nhiên cải biến, liền thấy cái kia ba đạo huyện ảnh lẫn nhau tới gần, thế mà trong nháy mắt hợp lại làm một không sai, chính là hợp lại làm một. Giờ phút này Tô Nguyên chấn cả kinh cái cầm đều kém chút rơi xuống tới, hắn tu luyện bát phương xuyên vân thủ bao nhiêu năm, tuy nhiên lại cho tới bây giờ không có đem huyện ảnh hợp lại làm một qua. Bởi vì hắn cho rằng cái này căn bản không có khả năng. Nhưng là hiện tại thế nào? Hiện tại Tô Hạo Thần lại đem không có khả năng biến thành khả năng, đầy quả thực giống như là nằm mơ, nhường hắn không thể tin được. Vì cái gì? Cái này đến cùng là vì cái gì? Thần nhi rốt cuộc là làm sao làm được? Tô Nguyên trí cao thần đế hỉ nhạc bất ngữ phong ân phụ nghĩa. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com. Người nào dám như thế làm càn, Tô Nguyên chấn giận dữ quát. Ha 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 ha, Tô Lão Đệ, làm sao liền Lão Ca cũng không hoan nghênh phải không? theo cười to một tiếng, liền thấy hơn 10 người đi từ cửa tiến đến, cầm đầu là một cái áo đen lão giả, khuôn mặt âm tàn, ở bên cạnh hắn đi theo rõ ràng là Mã Tuấn Tài. Nguyên lai like là thành chủ đại nhân, không biết thành chủ có chuyện gì, Tô Nguyên chấn khẽ nhíu mày. Cái này lão giả chính là Liên Tinh Thành thành chủ Mã Hồng Đào, cũng là Mã Tuấn Tài gia gia, mà cùng sau lưng Mã Hồng Đào cái kia hơn 10 người thì là nội thành các đại gia tộc tộc trưởng tô nguyên trấn rất rõ ràng những người này đột nhiên xuất hiện tất nhất định là kẻ đến không thiện tô lão đệ hôm nay có thể không phải lão phu tìm ngươi mà là người khác là ai tô nguyên trấn ánh mắt ngưng lại hắc hắc là một cái ngươi nghĩ không đến người đến a à, cho mời la tiểu thư mã hồng đào đắc ý cười nói sau đó liền thấy một cái thiếu nữ cùng một cái trung niên nam nhân đi tới cái này thiếu nữ khuôn mặt thanh lệ, da rẻ ngưng trắng như tiết, một đầu đen nhánh tóc dài choàng tại sau lưng, cho người xem xét phía dưới, liền không khỏi thình thịch tâm động. Tú Nhi, làm sao là ngươi, ngươi làm sao không cùng hai cái ca ca một khối trở về, Mai Thanh Nguyệt mừng dỡ hỏi. Thế nhưng là thiếu nữ thái độ lại có chút lãnh đạm, chỉ là bình tĩnh trả lời. Gặp qua phu nhân hiện trường một cái lạnh tanh mai thanh nguyệt thần sắc sững sờ không minh bạch thiếu nữ làm sao lại là thái độ này rốt cục vẫn là muốn tới tô hạo thần trong lòng thở dài thiếu nữ tên gọi la tú nhi là tô gia tư nữ nói cho đúng hẳn là nghĩa nữ mới đúng sáu năm trước la tú nhi vẫn là cái tiểu ăn mày có một ngày bị bệnh tại tô ra cửa ra vào mai thanh nguyệt nhìn nàng đáng thương tìm đại phu cho nàng xem bệnh về sau lại nhìn nàng không nhà để về cho nên liền dứt khoát thu làm nghĩa nữ những năm gần đây mai thanh nguyệt cùng tô nguyên trấn cũng làm nàng là con gái ruột một dạng chăm sóc tô hạo thần ba huynh đệ cũng đối với nàng rất là sủng ái cơ hồ có thể nói là hữu cầu tất ứng thậm chí năm ngoái trong nhà còn dùng nhiều tiền đem nàng đưa vào kỳ lân võ viện tu luyện Thế nhưng là người Tô gia tuyệt đối sẽ không nghĩ tới, cái này nhìn qua điềm đạm đáng yêu nữ tử, nhưng thật ra là một cái bản tính lương bạc, phụ nghĩa liêm sỉ người. Tại nàng trong lòng không có bất kỳ cái gì ân nghĩa có thể nói, chỉ cần có thể đi đến muốn mục tiêu, nàng thậm chí sẽ không tiếc tổn thương thân nhân mình. Tô Hạo Phong lạnh rên một tiếng. Mẹ, ngài chỉ sợ còn không biết đi, Tú Nhi nhận biết võ đạo học Minh Yến Vân Châu phân viện đệ nhất thiên tài tiêu trường sinh, hôm nay nhân ra thế nhưng là đến cùng chúng ta tô ra thoát ly quan hệ. Cái gì, tiêu trường sinh, tô nguyên chấn cùng Mai Thanh Nguyệt mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Đối với cái tên này, bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều có chỗ nghe thấy, nghe nói người này là ngàn năm khó gặp tuyệt thế thiên tài, thiên phú tu luyện cực cao, hơn nữa bối cảnh cũng không đơn giản không nghĩ tới la tú nhi thế mà có thể kết bạn như người này vật có thể coi là kết bạn tiêu trường sinh lại như thế nào cái này cùng thoát ly tô ra có quan hệ gì người chính là tô nguyên trấn a bỗng nhiên đứng ở la tú nhi bên cạnh cái kia trung niên tiến lên một bước người là ai tô nguyên trấn mặt không biểu tình ta gọi thân công đồ là tiêu thiếu ra người hầu hôm nay ta là thụ mệnh tới xử lý tú nhi tiểu thư cùng tô ra sự tình thân công đồ khuôn mặt lạnh lùng ánh mắt ngạo nghễ thản nhiên nói là dạng này nhà ta thiếu gia bên ngoài ngẫu nhiên gặp tú nhi tiểu thư vừa gặp đã cảm mến cho nên muốn cưới tú nhi tiểu thư làm thê bất quá tô gia địa vị quá thấp tiêu gia là tuyệt sẽ không cho phép thiếu gia cưới một cái dân đen nhà nữ nhi cho nên mới muốn cho tú nhi tiểu thư thoát ly tô gia sau đó khác làm an bài người nói ai là dân đen tô hạo phong giận tím mặt làm sao, chỉ là một cái hạ đẳng thành trì thành phòng doanh phó đô thống, chẳng lẽ không phải dân đen sao? Thân công đồ ánh mắt ngưng tụ, một cỗ khổng lồ khí thế đột nhiên mãnh liệt cuộn trào ra. Phóc, Tô Hạo Phong trực tiếp miệng phun máu tươi, ở đây những người khác cũng đều ở đây cỗ khí thế phía dưới sắc trắng bạch. Huyền võ cảnh, Tô Nguyên chấn hoảng sợ biến sắc. Cảnh giới võ đạo từ thấp đến điểm cao chớ vì chân khí cảnh, chân võ cảnh, huyền võ cảnh, nguyên võ cảnh, đan võ cảnh, hoàng võ cảnh cùng đạo võ cảnh. Liên tinh thành người mạnh nhất là thành chủ Mã Hồng Đào, nhưng này cũng bất quá chỉ là chân võ cảnh ngũ trọng mà thôi. Thế nhưng là dạng này một cái người hầu thế mà thì có huyền võ cảnh, như vậy thân làm chủ nhân tiêu trường sinh đâu? tốt 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 tú nhi nguyên lai ngươi là tìm tới một cái như thế cường đại nhân vật làm chỗ dựa quái không được phải cùng ta tô ra thoát ly quan hệ thực sự là vi phụ con gái tốt a à. tô nguyên chấn đau thương cười một tiếng trong giọng nói lại tràn ngập thất vọng cùng thống khổ là tú nhi ánh mắt có chút không đành lòng thế nhưng là ngay sau đó lại nhẫn tâm cắn răng Tiêu thiếu gia đã trải qua đáp ứng muốn đem Tú Nhi mang vào võ đạo học minh phân viện tu luyện, hơn nữa hắn còn sẽ cưới Tú Nhi, Tô gia chủ cơ hội này đối Tú Nhi thực rất trọng yếu. Cho nên khẩn cầu ngài thành toàn, đối với Tô gia ân tình, Tú Nhi nhất định sẽ báo đáp. Làm sao, liền một câu cha đều không muốn gọi sao? Tô Hạo Vân cười lạnh, là tú nhi chúng ta tô ra không phải hung hăng càn quấy người càng không nghĩ tới mang ân cầu báo nếu như ngươi nghĩ thoát ly tô ra không có người sẽ ép ở lại ngươi nhưng ngươi hoàn toàn có thể một người trở về thương lượng tại sao phải mang nhiều người như vậy nữ nhi của mình tại trước công chúng phía dưới thoát ly tô ra chẳng lẽ ngươi không biết đây là tại trước mặt mọi người nhục nhã cha mẹ sao cha mẹ đối với ngươi trung quy là có ân, chẳng lẽ ngươi thật sự nhẫn tâm như vậy? La Tú Nhi bị nói sắc mặt vô cùng khó coi. Mã Hồng Đào bỗng nhiên cười nói. Hạo Vân Chất Nhi không nên hiểu lầm, chúng ta những người này có thể không phải đến xem trò cười, chúng ta chỉ là đến làm chứng kiến, dù sao trước công chúng phía dưới thoát ly quan hệ. Tô ra về sau cũng liền không thể đổi ý, dạng này đối Tú Nhi tiểu thư giã công bình chút ha 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 tốt một cái công bằng thành chủ đại nhân ngươi thật đúng là đối ta tô ra rất có chiếu cố a à. tô nguyên trấn giận quá mà cười tú nhi chúng ta chung quy là cha con một trận vi phụ không thể ngăn cản ngươi tiền đồ ha ha không phải liền là thoát ly tô ra nha tốt vi phụ đáp ứng ngươi tô lão đệ quả nhiên đại nghĩa hắc hắc tú nhi tiểu thư chúc mừng từ hôm nay bắt đầu ngươi liền cùng tô ra không có một chút quan hệ Mã hồng đào đắc ý cười gian, chung quanh cái khác gia tộc người cũng đều nguyên một đám mặt mũi tràn đầy trào phúng, hôm nay cái này sự tình, tô ra thế nhưng là mất mặt mất lớn. Là tú nhi mặt không biểu tình, chỉ là thoáng khom người. Đa tạ tô ra chủ thành toàn, nói xong quay người liền nghĩ rời đi. Có thể ngay tại lúc này, một mực không có nói chuyện tô hạo thần đột nhiên đứng lên. Chậm đã. Là tú nhi quay người, trong mắt ẩn ẩn có chút không bỏ, còn có chút khó hiểu vị đạo, nhưng là ngữ khí vẫn như cũ băng lãnh. Tô thiếu ra, không biết ngươi còn có chuyện gì, chẳng lẽ các ngươi tô ra muốn đổi ý sao? Chúng ta tô ra còn không có hạ tiện như vậy, nếu đáp ứng liền sẽ hết lòng tuân thủ hứa hẹn, bất quá ngươi nếu như đã thoát ly tô ra, cái kia có phải hay không liền nên đem dựng âm hồ phách trả lại? Tô hạo thần lạnh lùng nói. Không được là tú nhi còn không có nói chuyện bên cạnh thân công đồ coi như trước phản đối Tô thiếu ra nếu dựng âm hồ phách đã trải qua đưa ra cái kia chính là tú nhi tiểu thư các ngươi tô gia há có thể cưỡng bức người khác đồ vật trí cao thần đế hỉ nhạc bất ngữ cưỡng đoạt nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com tốt một cái người khác đồ vật tú nhi người nói thế nào là nghị trào phúng cười lạnh dựng âm hồ phách là mai thanh nguyệt nhà mẹ đẻ truyền xuống tới cũng là một kiện kỳ bảo bất luận cái gì nữ nhân hàng năm đeo cái này bảo vật đều có thể chậm rãi dựng dục ra thuần âm chi thể nắm giữ thuần âm chi thể nữ nhân tu luyện âm thuộc tính công pháp hiệu quả vô cùng tốt có thể nói dựng âm hồ phách kỳ thật chính là một kiện có thể tăng lên nữ nhân thiên phú tu luyện bảo bối Mặt khác, nắm giữ thuần âm chi thể nữ nhân nếu như một khi cùng nam nhân kết hợp, liền có thể một cách tự nhiên chiết xuất nam nhân thể chất, trợ giúp đối phương tu luyện. Chỉ là đáng tiếc, Mai Thanh Nguyệt thể nhược nhiều bệnh, không dám tùy tiện đeo loại này âm khí cực nặng đồ vật. Cho nên tại 6 năm trước thu dưỡng La Tú Nhi về sau, Mai Thanh Nguyệt trong lòng thương tiếc, liền đem dựng âm hổ phách cho La Tú Nhi, từ một điểm này cũng đó có thể thấy được. Tô Gia đối là Tú Nhi yêu thương trình độ, thế nhưng là ai có thể nghĩ tới một phen yêu thương, cuối cùng đổi lấy lại là vong ân phụ nghĩa. Ta, La Tú Nhi có chút dừng lại, nghiêm giọng nói. Không có ý tứ, Tô Thiếu Gia, phu nhân nếu đem dựng âm hồ phách đưa cho ta, hay kia là ta, cho nên ta không thể cho ngươi. Ha ha a, à, ta liền biết rõ ngươi sẽ nói như vậy. Tô Hạo Thần xâm nhiên cười to. Dựa theo hắn ở kiếp trước ký ức, cái kia tiêu trường sinh sở dĩ coi trọng La Tú Nhi, kỳ thật chính là coi trọng nàng thuần âm chi thể cùng dựng âm hồ phách bằng không một cái tuyệt thế thiên tài. Đại gia tộc đường đường thiếu gia, sao lại coi trọng như vậy một cái tiểu gia tộc dưỡng nữ? Đối với cái này một điểm, kỳ thật La Tú Nhi bản thân cũng rất rõ ràng, cho nên nàng đương nhiên sẽ không trả lại dựng âm hồ phách dù sao cái này có thể quan hệ đến nàng tại tiêu trường sinh nơi đó địa vị quả nhiên nữ nhân này vẫn là như thế vô tình vô nghĩa tô hạo thần thất vọng đau khổ vô cùng hắn thực sự ở kiếp trước tô gia bị diệt môn thời điểm la tú nhi đã trải qua đi theo tiêu trường sinh nửa năm lâu lấy nàng lúc ấy địa vị tùy tiện nói một câu là có thể đem người tô gia cứu đến Vô luận như thế nào, Tô Gia Trung Quy là La Tú Nhi cứu mạng ân nhân, càng là dưỡng dục nàng 6 năm, liền xem như thoát ly quan hệ lại như thế nào. Vẻn vẹn cái này một phần ân tình, nàng làm sao đều nên làm viện thủ thế nhưng là kết quả đây. Kết quả La Tú Nhi cái gì đều không có làm, cuối cùng liền trơ mắt nhìn xem Tô Gia bị diệt môn tại đó về sau, may mắn đào thoát Tô Hạo Thần, còn từng trải qua đi tìm La Tú Nhi cho Tô ra báo thù rửa hận, thế nhưng là cuối cùng lại bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Thậm chí La Tú Nhi còn cho mã ra người truyền tin tức nhường những cái kia cưu ra đến truy sát Tô Hạo Thần. Đây là hạng gì ác độc tâm tính? cho nên từ đó về sau, Tô Hạo Thần đối La Tú Nhi liền rốt cuộc không có mảy may thân tình có thể nói, đối với loại này nữ nhân, hắn trong lòng duy nhất còn lại liền chỉ có thấu xương cừu hận. La Tú Nhi, người nghe kỹ cho ta, hôm nay người đối với ta tô ra nhục nhã, ta tuyệt sẽ không quên, luôn có một ngày, ta sẽ tự tay đem tất cả những thứ này đều trả lại ngươi. Tô Hạo Thần tiếng như hàn băng, làm người run sợ lớn mật tiểu tử bằng ngươi cũng dám uy hiếp tú nhi tiểu thư có tin ta hay không hiện tại liền giết ngươi thân công đồ giận tím mặt toàn thân khí thế bàng bạc mã hồng đào đám người thấy thế mặt mũi tràn đầy trào phúng bọn hắn thật đúng là nghĩ nhìn xem tô gia thiếu gia bị tại chỗ giết chết mà tô nguyên trấn cùng mai thanh nguyệt thì là thần sắc đại biến thân công đồ thế nhưng là huyền võ cảnh cao thủ bọn hắn thực sợ đối phương liều lĩnh động thủ như thế tô hạo thần hẳn phải chết không nghi ngờ thế nhưng là tô hạo thần lại không hề sợ hãi ngược lại lạnh lùng nhìn về phía thân công đồ tốt vậy ngươi động thủ một cái thử xem làm sao ngươi thực đã cho ta không dám ha ha a à, người khác không hiểu các ngươi tiêu ra chẳng lẽ ngươi cho rằng ta cũng không biết sao Ta phụ thân trung quy là mệnh quan triều đình, thế nhưng là hôm nay lại bị các ngươi tiêu gia luân phiên nhục nhã, thậm chí còn bị cưỡng ép cướp đi bảo vật gia truyền, dạng này sự tình nếu như truyền đi, tất nhiên sẽ đại đại ảnh hưởng các ngươi tiêu gia danh dự, nếu như ngươi lại giết ta, như thế hậu quả. Hừ, ngươi, thân công đồ hô hấp trì trệ, toàn thân cường đại khí thế thế mà thu liễm chung quanh đám người nhìn trợn mắt hốc mồm, ai cũng không nghĩ tới đường đường huyền võ cảnh cao thủ, lại bị một cái thiếu niên ngăn chặn. Kỳ thật cái này không có gì lạ, không sai, tiêu gia xác thực thế lực khổng lồ, nhưng bọn hắn cũng có địch nhân. Cưỡng đoạt này đã nhường tiêu gia thanh danh bị hao tổn, nếu như lại giết người, cái kia loại này sự tình một khi bị tiêu gia địch nhân lợi dụng, hậu quả không tưởng tượng nổi chỉ ít loại này hậu quả không phải thân công đồ một cái người hầu dám tùy ý chọn lên tô hạo thần lần nữa quay đầu lạnh giọng nói là tú nhi ngươi không phải muốn đi võ đạo học minh sao tốt nhiều nhất một năm thời gian ta cũng biết tiến vào yến vân châu phân viện đến thời điểm ta nhất định tự tay đem dựng âm hồ phách đoạt lại chỉ bằng ngươi cũng muốn vào võ đạo học minh thực sự là buồn cười cực kỳ La Tú Nhi ánh mắt như loại băng hàn xâm nhiên. Tốt, vậy ta liền chờ ngươi, hy vọng ngươi thật có bản sự đi vào, bất quá đến thời điểm, ta nhất định để ngươi hối hận cả đời, ta muốn để ngươi quỳ xuống tới cầu ta bỏ qua ngươi, chúng ta đi. Nói xong, nàng liền mang theo thân công đồ rời đi. Tô Nguyên Trấn ánh mắt quét về phía mã hồng đào đám người. Chư vị, trò cười đã trải qua xem hết, hiện tại Tô gia muốn đóng cửa từ chối tiếp khách, liền không chiêu đãi chư vị. Ha ha, Tô lão đệ, cái kia chúng ta trước hết cáo từ, đúng, lão ca không thể không nhắc nhở ngươi một câu, có một số việc vẫn là muốn nghĩ thoáng chút cho thỏa đáng. Tú Nhi tiểu thư cùng Tiêu Trường Sinh thiếu gia, thân phận liền không phải các ngươi Tô gia có thể trèo cao, cho nên quan hệ đoạn cũng liền đoạn, không cần thiết suy nghĩ nhiều lão ca cái này cũng là vì muốn tốt cho ngươi mã hồng đào một mặt cười trên nỗi đau của người khác nói xong mới quay người mang theo đám người rời đi mà mã tuấn tài thì là đi tới tô hạo thần trước mặt hừ chỉ bằng ngươi cũng muốn vào võ đạo học minh thực sự là không biết trời cao đất rộng tô hạo thần ngươi chính là trước ngẫm lại một tháng sau lễ thành nhân luận võ đi đến thời điểm ta liền trực tiếp cắt ngang chân ngươi cũng tiết kiệm ngươi đi quấy giày tú nhi tiểu thư. Cái kia chúng ta một tháng sau gặp tô hạo thần mặt không biểu tình. Tất cả mọi người rời đi, trong sảnh an tĩnh lại. Tô hạo thần quay người lại, liền thấy cha mẹ cùng ca ca đều trầm mặc không nói, bọn hắn trong ánh mắt tràn ngập thống khổ và bi thương. Cái kia dù sao cũng là dưỡng dục 6 năm nữ nhi, coi như không phải thân sinh lại thế nào đối với La Tú Nhi, Tô Nguyên Trấn cùng Mai Thanh Nguyệt coi như mình ra, thậm chí sủng ái đến đem bảo vật ra truyền tất cả đưa cho nàng. Mà Tô Hạo Thần ba huynh đệ, đối cái này duy nhất muội muội đồng dạng cũng là yêu thương vô cùng, lấy Tô ra tại liên tinh thành tình cảnh, ba huynh đệ khi còn bé kỳ thật đều là bị thụ khi dễ vì không cho cha mẹ gây phiền toáy đối với những cái kia khi dễ bà huynh đệ bình thường đều sẽ ẩn nhẫn thế nhưng là duy chỉ có một dạng bọn hắn sẽ không nhẫn vậy chính là có người khi dễ la tú nhi từ nhỏ đến lớn vô luận là ai dám khi dễ la tú nhi bà huynh đệ coi như liều mạng cũng sẽ đem đối phương đánh thành đầu heo cho nên đối với la tú nhi người một nhà đều là bỏ ra qua thực tình thế nhưng là ai có thể nghĩ tới cuối cùng thế mà lại rơi vào kết quả như thế dạng này kết quả sao có thể cho người không đau lòng giờ này khác này có lẽ liền chỉ có tô hạo thần trong lòng còn có thể miễn cưỡng bảo trì một điểm bình tĩnh dù sao đồng dạng sự tình đồng dạng bi thương hắn đã trải qua trải qua một lần hắn hiện tại chỉ hy vọng người nhà có thể mau chóng từ trong bi thương khôi phục tới thực lực a à, cái này quả nhiên là một cường giả vi tôn thế giới, nếu như hôm nay ta có đầy đủ cường đại thực lực, tô ra sao lại bị người làm nhục như vậy? Tô hạo thần cắn chặt răng, bàn tay không tự giác nắm lại nắm đấm, thậm chí móng tay đâm vào lòng bàn tay máu tê chảy ra, đều phảng phất không phát giác gì. Chí cao thần đế hỉ nhạc bất ngữ đấu chiến tháp. Nghe chọn bộ tại mê audio.com Ba ngày sau, vườn hoa trên đồng cỏ, Tô Hạo Thần lặng lặng ngồi xếp bằng, một cỗ cường đại chân khí tại hắn thể nội lưu chuyển, tản mát ra khiếp người khí thế. Cái này ba ngày đến nay, Tô Gia Bầu không khí lộ ra rất nặng nề, người một nhà đều tại vì La Tú Nhi tuyệt tình cảm thấy đau lòng tô hạo thần biết rõ loại này đau lòng chỉ có thể chậm rãi bình phục cho nên đang khuyên nói an ủi qua người nhà về sau hắn lại lần nữa bắt đầu toàn lực tu luyện mau chóng tăng lên bản thân tu vi công phu không phụ lòng người đi qua ba ngày cố gắng lại tăng thêm tô nguyên chấn cho bình kia chân khí đan hắn tu vi rốt cục làm tiếp đột phá bước vào chân khí cảnh ngũ trọng không chỉ có như thế ngay cả bát phương xuyên vân thủ hắn cũng đã triệt để tu luyện viên mãn có thể huyễn hóa ra tám đạo huyễn ảnh đồng thời còn có thể nhường tám đạo huyễn ảnh hợp lại làm một ha ha cái kia mã tuấn tài cũng bất quá liền là chân khí cảnh lục trọng ta hiện tại dựa vào ngũ trọng tu vi lại tăng thêm bát phương xuyên vân thủ cùng cường đại thân thể lực lượng muốn chiến thắng hắn hẳn không có vấn đề lễ thành nhân đệ nhất tất nhất định là ta Lễ thành nhân cũng không phải là vẻn vẹn luận võ liền xong, dựa theo triều đình quy củ, mỗi cái thành trì đều muốn cho luận võ 10 hạng đầu chuẩn bị ban thường. Mà nếu như chính mình có thể lấy được hạng nhất, đương nhiên liền có thể thu hoạch được nhiều nhất chỗ tốt. Bất quá tô hạo thần cũng không biết như vậy thỏa mãn, lễ thành nhân luận võ chỉ là bản thân một bước, nếu như đã trọng sinh, bản thân ánh mắt sao lại cực hạn tại nho nhỏ liên tinh thành nhưng tất cả những thứ này đều cần phải có cường đại thực lực xem như duy trì tạo hóa thần đình cũng không biết rốt cuộc là phương nào thần vật nhìn đến ta về sau thực lực phải nhờ vào nó đến tăng lên tô hạo thần trước mắt phẳng phất lại hiện ra một mảnh kia gần như biến thành phế tích khổng lồ cung điện đột nhiên hắn trong lòng hơi động ân cái kia mảnh phế tích cung điện tại sao ta cảm giác có chút giống như đã từng quen biết giống như ở đâu gặp qua đúng rồi cũng không biết nhớ tới cái gì hắn bỗng nhiên bắn người mà lên rời đi vườn hoa trở lại phòng ngủ về sau tô hạo thần rất nhanh tìm tới một bản thánh khư đại lục biên niên sử nhìn kỹ cái này thánh khư đại lục biên niên sử là một bản chuyên môn dùng để ghi chép thánh khư đại lục lịch sử thư tịch trong đó ghi chép rất nhiều đại lục ở bên trên đã từng phát sinh qua lịch sử đại sự kiện tìm tới Tô Hạo thần lật đến nào đó chăng, bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng. Trăm vạn năm trước, thần bí cung điện phế tích giáng lâm Thánh Khư Đại Lục, hắn khổng lồ thần uy tràn ngập toàn bộ thế giới, trụ trời bẻ gãy, vô số cường giả mất mạng. Theo như sách viết ghi chép, đại khái tại trăm vạn năm trước thời điểm, một mảnh thần bí cung điện phế tích đột nhiên xuất hiện ở Thánh Khư Đại Lục, khủng bố thần uy bao phủ thế giới. Thế mà sinh sinh đem kết nối vào giới trụ trời đè đoạn từ đó về sau một trăm vạn năm đến thánh khư đại lục đám võ giả liền lại cũng không ai có thể tiến về thượng giới mà ở văn tự sau khi giới thiệu mặt trên sách vẫn xứng có một chương bức họa là đối lúc ấy vùng cung điện kia miêu tả tô hạo thần kinh ngạc phát hiện bức tranh này vẽ bộ dáng thế mà cùng tạo hóa thần đình giống nhau y hệt chẳng lẽ tạo hóa thần đình chính là lúc trước đè gãy trụ trời vùng cung điện kia Tô Hạo Thần trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi, nếu như sự tình thực sự là như thế, như vậy tạo hóa thần đình lai lịch cũng quá thần bí, dù sao có thể đem trụ trời đè gãy đồ vật. Tuyệt đối không thể nào là phổ thông bảo vật. Ha ha, nhìn đến ta thật đúng là nhặt được bảo, hắn để sách xuống, trực tiếp xuất ra ngộ đạo huyền ngọc liền thân thể thu nhỏ chui vào cùng lần trước một dạng, Tô Hạo Thần tại sức hút dẫn dắt dưới, rất nhanh liền đi tới phòng luyện công, chỉ thấy ở trong phòng trên vách tường. Vẫn như cũ khắc rõ, thần cổ tạo hóa quyết, sinh mệnh thiên công pháp, cái khác từ phía vách tường thì là một mảnh trống không? Không biết ta hiện tại tu vi tăng lên, có thể hay không rời đi gian phòng này? Tô hạo thần thầm nghĩ lấy, liền đi tới cửa, nhớ kỹ lần trước tiến đến, hắn nhưng là căn bản là không có cách bước ra phòng luyện công đi tới cửa về sau tô hạo thần không do dự trực tiếp một bước bước ra sau đó hấp lực lần nữa xuất hiện hắn cả người liền rời đi phòng luyện công bị hấp lực dẫn dắt xuất hiện ở một tòa tháp cao bên cạnh thế mà thực đi ra tô hạo thần trong lòng mừng rỡ nhìn đến theo tu vi không ngừng đề cao bản thân quả nhiên có thể tiến về tạo hóa thần đình khác biệt địa phương trước nhìn xem tòa tháp này là làm gì a à? hắn ngẩng đầu, liền thấy đây là một tòa bảy tầng bảo tháp, tại bảo tháp đệ nhất tầng phía trên treo một khối bảng hiệu, trên viết đấu chiến tháp ba chữ. Tô hạo thần ngẫm lại, trực tiếp cất bước đi vào đệ nhất tầng. Trong phút chốc đấu chuyển tinh di, hắn phát hiện bản thân đi tới một mảnh to lớn trên quảng trường, mảnh này rộng tràng diện tích nhìn qua, so đấu chiến tháp bản thân phải lớn thành trăm hơn ngàn lần có thể thấy được đấu chiến tháp bên trong khẳng định sử dụng một loại nào đó nạp tu di tại không gian giới chỉ thủ đoạn T-R-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E -e thắn nhìn quanh bốn phía chợt phát hiện quảng trường bên cạnh đứng thẳng một khối thạch bi trên tấm bia đá khắc rất nhiều chữ là đối đấu chiến tháp cùng đệ nhất tầng giới thiệu dựa theo miêu tả đấu chiến tháp là dùng để mài luyện võ giả kinh nghiệm chiến đấu cùng bồi dưỡng chiến đấu ý cảnh mà cái này bảo tháp đệ nhất tầng thì là có thể cho võ giả bồi dưỡng được bản năng cấp bậc chiến đấu ý cảnh cái gọi là chiến đấu ý cảnh kỳ thật chính là võ giả đi qua không ngừng chiến đấu thể ngộ cuối cùng tu luyện thành một loại đặc thù trạng thái chiến đấu chỉ cần có thể tu thành chiến đấu ý cảnh như vậy võ giả sức chiến đấu liền sẽ gia tăng mãnh liệt thậm chí phát huy ra siêu việt bản thân tu vi sức chiến đấu chiến đấu ý cảnh bị chia làm bản năng tâm ngự biết hơi ngự thế bốn cái cảnh giới mà mỗi cái cảnh giới lại bị chia làm sơ khuy tiểu thành đại thành viên mãn bốn cái cấp bậc nói như vậy bản năng cấp bậc chiến đấu ý cảnh cần chân võ cảnh mới có thể bước vào thế nhưng là dựa theo thạch bi miêu tả, tô hạo thần chấn kinh phát hiện, cái này đấu chiến tháp thế mà có thể khiến cho bản thân tại chân khí cảnh, liền bồi dưỡng được bản năng chiến đấu ý cảnh. Cái này thật sự là trời kinh hỉ lớn. Ta hiện tại là chân khí cảnh ngũ trọng, nếu như mượn nhờ bát phương xuyên vân thủ cùng thân thể lực lượng, hẳn là có thể chiến thắng lục trọng cao thủ. Thế nhưng là nếu như ta có thể nuôi dưỡng được bản năng chiến đấu ý cảnh, e là cho dù là thất trọng cao thủ đến, ta cũng có thể chiến thắng. Tô Hạo Thần càng nghĩ càng hưng phấn, bỗng nhiên một trường vỗ tại trên tấm bia đá, dựa theo văn tự miêu tả, chỉ cần đem thạch bi đập xuống dưới, liền có thể mở ra đấu chiến tháp đệ nhất tầng. Răng rắc răng rắc, bỗng nhiên, thạch bi chậm rãi chìm xuống, cuối cùng triệt để chui vào mặt đất bên trong. Sau một khắc, toàn bộ đấu chiến tháp rung mạnh một cái, sau đó liền thấy trên quảng trường xuất hiện vô số đang tại chiến đấu bóng người. Tô Hạo Thần nhìn qua thạch bi cho nên biết rõ, đây đều là lĩnh ngộ bản năng chiến đấu ý cảnh cao thủ, chỗ lưu lại đến hình ảnh, bản thân chỉ cần ngốc ở chỗ này không ngừng quan sát thể ngộ, liền có thể nhanh chóng bồi dưỡng được chiến đấu ý cảnh đồng thời những hình ảnh này đều có thể hóa thành thực chất bản thân chỉ cần nguyện ý liền có thể cùng những hình ảnh này trực tiếp tiến hành đối chiến tích lũy kinh nghiệm chiến đấu những hình ảnh này chủ nhân đều là một phương cao thủ nắm giữ viễn siêu người bình thường thiên phú tu luyện nếu như có thể cùng bọn hắn không ngừng chiến đấu tuyệt đối có thể để cho ta thực lực càng nhanh tăng lên tô hạo thần trong lòng mừng rỡ lập tức bắt đầu toàn tâm quan sát hình ảnh chí cao thần đế hỉ nhạc bất ngữ làm tiếp đột phá nghe chọn bộ tại mê truyện audio.com trên quảng trường hình ảnh vô số nhưng tô hạo thần rất thông minh không có đi toàn bộ chú ý mà là đem lực chú ý đều tập trung ở đơn độc một chỗ hình ảnh bên trên bởi vì hắn rất rõ ràng tham thì thâm đạo lý bất luận cái gì võ đạo tu luyện đều phải hết sức chăm chú mới được giờ phút này hắn chỗ chú ý hình ảnh chính là một lần trước bên trong hai nam tử chiến đấu cổ quái lạc cái này hai người đều không có mở to mắt thậm chí ngay cả thính giác đều dùng chân khí phong bế bọn hắn lại là chỉ bằng vào thân thể xúc giác phán đoán đối phương công kích tiến tới lại phòng ngự phản kích chỉ thấy cái kia lão giả một quyền đánh ra vô thanh vô tức phóng tới trung niên mà trung niên lại không phản ứng chút nào nhưng khi lão giả nắm đấm tiếp xúc đến trung niên thân thể trong nháy mắt trung niên lập tức phản ứng tới cơ hồ là bản năng nghiêng người nhường cho qua nắm đấm sau đó trở tay chính là một trưởng đánh ra lúc này đến phiên lão giả tại trung niên bàn tay không có đánh tới thời điểm hắn không có bất kỳ cái gì phản ứng nhưng khi bàn tay chạm đến ngực trong nháy mắt Hắn cả người thế mà như điện quang hỏa thạch lui lại nửa tấc, vừa đúng né qua phong mang, sau đó hai tay nâng lên trực tiếp cầm tới trung niên thủ đoạn. Những cái này lại nói lên dài, nhưng kỳ thật hai người động tác nhanh như thiểm điện, đơn giản đến không thể tưởng tượng cấp độ, đây chính là bản năng cấp chiến đấu ý cảnh. Bọn hắn thân thể tốc độ phản ứng, thậm chí muốn so đại não phản ứng nhanh hơn, tất cả động tác đều là dựa vào thân thể bản năng làm đi ra. Hai người vẫn còn đang không ngừng chiến đấu, mà Tô Hạo Thần thì là hết sức chăm chú nhìn xem. Dần dần, Tô Hạo Thần ánh mắt lâm vào mê ly, phảng phất đắm chìm trong một loại nào đó cảnh giới kỳ diệu bên trong, mà hắn thân thể là bắt đầu không tự giác động tác, có thời điểm ra quyền, có thời điểm nhấc chân, cũng có thời điểm xoay mông, nhìn qua quái dị nhưng lại giống như ẩn chứa một loại nào đó vận luật cũng không biết qua bao lâu, Tô Hạo Thần đột nhiên thả người mà ra, vọt thẳng hướng cái kia trung niên hư ảnh. Lúc này đấu chiến tháp có chỗ cảm ứng bỗng nhiên chấn động, liền thấy lão giả hư ảnh lui lại, mà cái kia trung niên hư ảnh thực thể hóa, quay người liền nghênh tiếp Tô Hạo Thần. Phanh 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 hai người lập tức triển khai kịch liệt chiến đấu song phương thực lực chênh lệch rõ ràng rất lớn cho nên tại trong chiến đấu tô hạo thần không ngừng bị đánh lui nhưng là hắn cũng không có lùi bước ngược lại mỗi lần bị đánh lui liền sẽ lập tức lại xông đi lên chiến đấu mà thẳng đến giờ phút này tô hạo thần ánh mắt vẫn như cũ mê ly hiển nhiên thủy chung đều đắm chìm trong thể ngộ cảnh giới bên trong Thời gian liền như thế vội vàng trôi qua, mỗi một ngày Tô Hạo Thần đại bộ phận thời gian đều sẽ tiến vào đấu chiến tháp tôi luyện bản thân, mà hắn đối bản năng chiến đấu ý cảnh thể ngộ. Cũng càng ngày càng tinh thâm. Trong chớp mắt hơn 20 ngày đi qua. Trong đoạn thời gian này, Tô Hạo Thần tu vi rốt cục nâng cao một bước, bước vào chân khí cảnh lục trọng, cái này tu vi đã trải qua cùng Mã Tuấn tài ngang bằng, nhưng là nếu như luận đến sức chiến đấu cả hai lại không thể so sánh nổi bây giờ tô hạo thần dựa vào mạnh mẽ hơn người khác gấp ba nhục thể cùng lượng chân khí liền xem như đối mặt trên thất trọng cao thủ cũng có thể chiến thắng không chỉ có như thế nếu là lại tăng thêm bản năng chiến đấu ý cảnh như vậy tô hạo thần thậm chí có tự tin chiến thắng bát trọng cao thủ dạng này sự tình truyền đi tuyệt đối có thể chấn động toàn bộ liên tinh thành thành chủ phủ, Mã Tuấn Tài mới vừa vào cửa, một cái người hầu liền lập tức đi tới. Thiếu gia, ngài trở về, thành chủ đại nhân vừa mới đã phân phó, nhường ngài trở về liền đi một chuyến thư phòng. Ân, ta biết rõ, Mã Tuấn Tài gật gật đầu. Một đường đi tới thư phòng, Mã Tuấn Tài đẩy cửa đi vào, liền thấy thành chủ Mã Hồng Đào đang ngồi ở bàn đọc sách đằng sau. Ra ra, ngài tìm ta. Đúng rồi, gia gia chính là muốn hỏi ngươi chuẩn bị thế nào, ngày mai sẽ là lễ thành nhân luận võ, ngươi lớn bao nhiêu nắm chắc cầm tới đệ nhất. Đương nhiên là 10 thành nắm chắc, gia gia, ngài tôn như thế nhưng là đã trải qua chân khí cảnh lục trọng đỉnh phong, bây giờ liên tinh thành thiếu niên một đời bên trong. Có ai có thể là đối thủ của ta? Mã Tuấn tài 10 phần tự tin, mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ. Ha 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 ha, không hổ là là ta mã gia con cháu, riêng này một phần tự tin, liền hoàn toàn không phải cái khác gia tộc những cái kia tầm thường có thể so sánh. Mã Hồng Đào hài lòng cười to, bất quá lễ thành nhân hạng nhất 10 điểm trọng yếu, vì lý do an toàn, gia gia muốn đưa ngươi một kiện lễ vật để ngươi nắm chắc lớn hơn một chút. Lễ vật? Gia gia, là lễ vật gì? Mã Tuấn Tài lập tức hưng phấn lên ha ha người chính mình nhìn a à, mã hồng đào xuất ra một cái hộp dài từ đưa tới mã tuấn tài tiếp tới mở ra xem liền thấy trong hộp là một chuôi trường kiếm hắn kiếm phong sắc bén hàn khí bức người xem xét liền biết rõ không phải phàm phẩm ra ra cái này cái này chẳng lẽ là một kiện phù văn huyền binh không sai đây chính là một kiện tinh cấp hạ phẩm phù văn huyền binh trong đó khắc rõ một đạo ẩn thân phù văn có thể cho ngươi tại trong chiến đấu biến mất thân hình có nó ngươi thậm chí có thể chiến thắng chân khí cảnh thất trọng võ giả cầm lại lễ thành nhân đệ nhất cũng liền mười phần chắc chín mã hồng đào cười nói tạ ơn gia gia tôn nhi đã sớm muốn một kiện phù văn huyền binh mã tuấn tài không kịp chờ đợi cầm lấy kiếm sau đó điều động chân khí quán chú đi vào thôi động bên trong ẩn thân phù văn tiếp lấy hắn cả người đột ngột biến mất không thấy gì nữa ngay cả khí tức cũng không còn sót lại chút gì không hổ là phù văn huyền binh quả nhiên huyền diệu khó lường chống chảy trong phòng truyền đến mã tuấn tài thanh âm lộ ra mười điểm quỷ dị sau một khắc hắn thân hình một lần nữa hiển hiện hai tay dâng trường kiếm yêu thích không buông tay tại đông cực thần triều huyền binh đẳng cấp phân chia cùng công pháp một dạng đều bị chia làm phổ thông tinh cấp nguyệt cấp nhật cấp bốn cái cấp bậc sau đó ba cái lại bị chia làm hạ phẩm trung phẩm thượng phẩm cùng cực phẩm trong đó phổ thông cấp huyền binh liền chỉ là đơn thuần binh khí trừ cứng rắn hoặc là sắc bén bên ngoài cũng không có cái gì tác dụng đặc biệt chỉ có tinh cấp trở lên huyền binh bởi vì nội bộ sẽ khắc họa đủ loại phù văn, cho nên mới có thể phát huy ra đủ loại diệu dụng. Cái gọi là phù văn, chính là luyện khí sư tổng kết thiên địa quy tắc, sáng tạo ra một chút đặc thù đường vân, mà căn cứ đường vân bài liệt đồ án kiện quy luật khác biệt. Phù văn chỗ thể hiện ra thuộc tính lực lượng cũng khác biệt. Kỳ thật nói trắng ra, phù văn chính là một loại đối thiên địa quy tắc vận dụng, thuộc tính chủng loại nhiều không kể xiết, tỉ như kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, gió, ánh sáng, ám, lôi, tốc độ, lực lượng, ẩn thân. Công kích, phòng ngự các loại không phải trường hợp cá biệt. Nói như vậy, tinh cấp hạ phẩm huyền binh nội bộ chỉ có thể khắc họa một đạo phù văn, tỉ như mã tuấn tài trong tay trường kiếm bên trong thì có một đạo ẩn thân phù văn chỉ cần thôi động liền có thể nhường chủ nhân ẩn thân, 10 điểm kỳ diệu. Mã Tuấn Tài hưng phấn hỏi, ra ra, chuôi kiếm này kêu cái gì? Nó kêu ẩn sát kiếm, ha ha, Tuấn Tài, ngày mai một kiếm nơi tay, ngươi cần phải lực áp quần hùng, tuyệt đối không thể rơi dụng chúng ta mã ra tên tuổi. Yên tâm đi, ra ra, ngày mai Tôn Nhi nhất định đại sát tứ phương, nhường toàn bộ liên tinh thành người đều biết rõ, chúng ta mã ra mới là cường đại nhất gia tộc mã tuấn tài ánh mắt lạnh lùng tản mát ra cường đại tự tin và cao ngạo